10 giờ sáng là nhập viện bệnh nhân thấy đau ông này nào không năm bao nhiêu tuổi anh nhiêu tuổi 43 bệnh nhân năm 43 tuổi này nhập viện thì bệnh nhân thấy đau mình cũng không phải là bệnh thường bị là nhẹ rồi tăng lên dần 5 giờ chiều thì bệnh nhân đến 5 giờ thì tự hết 9 giờ sau khi ăn hai cái cháo thì đau lại với vị trí tương tự nhưng mà cường độ đau nhiều hơn tăng dần rồi sau đó đau lan ra cả bụng. Bệnh nhân được nhập viện bệnh nhân 115 trong quá trình bệnh thì bệnh nhân không ghi nhận sốt không ghi nhận nôn ói. Chưa? Một cái đau bụng cấp đúng chưa? Đau bụng cấp là 60% là liên quan đến đừng chụp cũng được rồi. Cái đau bụng cấp có liên quan đến 60% một cấp là liên quan đến ngoại khoa, tức là cái bụng ngoại khoa. Nhưng khi chúng ta khai thác, ta còn để ý xem cái thở phát nó đột ngột hay là nó từ từ nó đột ngột. Từ tăng dần lên, sau đó đau trong bụng. Bệnh nhân cái đau đấy có liên quan tới cái tính chất của đau thành không? Nghĩa là ho đau đi đứng đau bệnh nhân nằm chỗ buổi tối thì buổi tối thì bệnh nhân lúc mà đang rất bụng thì bệnh nhân lại phải cố gắng nằm yên một chỗ thả nhẹ để đỡ bớt đau, còn nếu mà đi lại thì sẽ tăng đau. Nói chung là cái đau thành mà diễn tiến từ lúc khởi đau lúc nhập viện là bao lâu? Từ lúc đang 10 giờ này khoảng 2-3 tiếng. Lúc nhập viện đến lúc khởi đau đó bệnh nhân đau tăng lên không hay là cũng thế. Lúc nhập viện cũng có đau nhiều hơn. Giờ bây giờ vô đây là từ lúc vô đó, vô nhập viện đến giờ là bao lâu? Từ lúc nhập viện đến bây giờ đêm qua. Giờ thấy bớt đau không? Bớt đau. Giờ lúc đau nhiều nhất là 10 phần giờ không mấy. Rồi từ lúc đau đến giờ anh đều đau phương tiện đại tiện cái đích định đúng không? Để bình thường vẫn xì hơi được bình thường. Tiền căng có gì? Tiền căng thì bệnh nhân lúc anh cũng những có mổ khi ruột thờ tập bệnh viện tỉnh và cách đây hai mấy năm bệnh nhân có rồi thì tại đây bệnh nhân có một lần được chẩn đoán tại bệnh viện là viêm túi mật. Điều trị là được thuốc cho về chứ không có phẫu thuật gì đó. Sau đó là bệnh nhân lại có thường xuyên sử dụng thuốc gì mà dành cho bệnh nhân bị viêm gan nôi dễ anh bị viêm gan hả? Ở đâu chẩn đoán? Cà Mau chẩn đoán viêm gan do gì? Chỉ để viêm gan cho uống thuốc uống rồi chích. Thí dụ có đau bụng như thế này bao giờ chưa? Mấy lần rồi? Có lần nào giống như lần này chưa? Không, cái lần này mới dữ rồi. Cái này một cái đau bụng cấp nha, đau thành thành là chứng tỏ là phúc mạng nó bị viêm rồi đấy nha. Bệnh nhân có tiền căn là viêm gan đang dùng thuốc đặc trị cái viêm gan đấy nha. Cái diễn tiến thì thấy có vẻ là ngày càng ổn định hơn. Bệnh nhân bây giờ đã từ lúc nhập viện giờ đã có ngày rồi, từ lúc khởi đau đến giờ đã hơn 2 ngày rồi. Bệnh nhân thấy giảm đau nhiều, còn 50%. Bệnh nhân không có hội chứng liệt bụng chưa, vẫn xì hơi được bình thường. Thấy bệnh nhân là không có hỏi chuyện thì bệnh nhân ngủ gà đúng không? Không buồn ngủ rồi nhìn thấy da đi vàng sọc. Da đi vàng sọc đúng không? Nhân rất là tỉnh táo nha, đang ra được rồi sao ra mạnh rồi đỡ hơi dơ và khô thiếu nước nhẹ nha. Bạn đấy nhịp thở bệnh nhân nhịp thở sâu nhanh và sâu chứng tỏ có tình trạng nhiễm to. Nhà to này chưa chắc là do nhiễm trùng. Bây giờ mắt vàng sọc ha, nhìn lồng ngực nhiều rất nhiều sâu mọc. Sâu mọc đầy hết. Đúng chưa? Sâu mọc nè. Ha. Cái này không phải là đốm nguyên cái mạc từ mảng, nó tụ ra thành từ mảng luôn. Có lồng ngực sâu không? Không. Chúng ta dù trống có không? Không. Thấy không? Rồi, sao cái bụng? Đúng là cái bụng nhân hơi chướng.
như còn kém hơi nhịp thở, anh con hai chân lên, con hai chân lên, thả lỏng cái bụng, sờ cái bụng chút thôi ha, rồng, bên này đầy tháng rõ rồi, ha, bên đây không không bằng, cũng có mà không bằng bên đây, nghe sờ đi, cảm giác đầy tháng nó như thế nào. Thấy không, bên đây, bên kia nó gồng hơn, không thấy không, bên kia gồng hơn, ha, gồng như thế này thì không có ấn, không có khám ga, không có khám bước mật được, thôi chẩn đoán rõ rồi, đây là một trường hợp viêm phúc mạc, nhưng không phải do nguyên nhân ngoại khoa, nha, mà là nguyên nhân nội khoa, nhưng nội khoa đó là gì thì nghĩ là cái nguyên nhân cấp, ha, biểu hiện bằng trên cái nền viêm gan mãn, biểu hiện bằng nguyên nhân da bằng vàng như thế này, có dấu hiệu suy thoái bò gan, có dấu hiệu của viêm gan mãn, sơ mạch, đúng chưa, đang dùng thuốc thì đặc trị viêm gan, nha, thì cái bụng này là cái bụng, cái tình trạng phúc mạc nó bị kích thích do cái dịch, cái dịch từ cái gan bị viêm cấp mà ra, chứ không có liên quan gì đến ngoại khoa, cái bụng viêm phúc mạc chỉ gọi là bụng ngoại khoa khi nào nó có thủng ở tầng rỗng. Ha. Còn nếu không phải cũng đơn rộng thì không phải là cũng ngoại khoa. Thì có một số trường hợp như là nhồi máu của lách, viêm tụy, viêm gan, đúng chưa? Những cái dịch trong đó nó cũng có tính kích thích của phúc mạc, mà không phải là bụng ngoại khoa, không cần phải mổ. Không biết không? Trường hợp này có kết quả xét nghiệm không? Xem thử xem nếu viêm văn cấp thì men gan tăng trên 500 đơn vị trên lít. Nha, còn cái bilirubin thì có thể trực tiếp nó tăng, có thể nó tăng tùy vào cái viêm gan đó, có thể như thế nào. À, nhưng mà chắc trường hợp này có thể nghĩ tắc mật đâu. À, tại sao không nghĩ tắc mật? Lý do tại sao không nghĩ tắc mật? Sao? Giờ không có túi mật không căng to cho nên không có sợ thấy túi mật, thì không biết túi mật căng hay không. Nhưng dựa vào giới thiệu toàn thân rồi. Da vàng sậm thế này mà sao nó không phải tắc mật? Chưa chắc, nếu trường hợp viêm gan mà tăng bilirubin trực tiếp thì nước tiểu cũng còn sống. Ha, nước tiểu cũng còn sống. Không có cần đau lòng. Anh đi cầu phân màu gì? Đi thêm. Anh về, anh về. Qua là bên chặt thôi. Đi chắc. Nhưng mà khi nào nó có bế tắc thì xoay sỏi, chứ còn hay tắc mà không xoay sỏi thôi. Phân nó màu vàng hay màu xám? Vàng. Bình thường, màu vàng bình thường. Hôm qua đi phun tô. Hôm qua đi phun tô. Thay nhà chút xíu. Hơi lông lỏng chút. Rồi. Đau bụng. Đau. Nhẹ đau. Có. Rồi, thôi nó tóm lại một cái bụng ngoại, bụng cấp có dấu hiệu viêm phúc mạc do thầy nghĩa do viêm gan nhiều hơn, ha, nhiều vì những lý do sau đây có tiền căn viêm gan, ha, thứ hai nữa cái diễn tiến nó vậy không phải là cũng tầng rỗng rồi, cũng rỗng là không có như thế này, thứ ba nữa là không có tình trạng liệt ruột, mặc dù bụng gồng như thế mà ruột nó không bị liệt, để hoạt động bình thường, và tự nhiên ăn ruột tăng hay giảm thì bình thường, trường hợp nó chắc chắn bình thường. Giảm không? Giảm là sao? Bình thường chứ cái gì đâu mà giảm? Bình thường. Cái giảm ở đây có nghĩa là tần số nó chỉ có thương, nhưng mà cái ống sắt nó không phải nó mờ đi, ống sắt nó bình thường, cái nhiêu đồng ruột bình thường là bao nhiêu lần phút, 2 đến 5 lần phút, giờ mình nghe cách mình nghe 15 giây, trong 15 giây nó có thể không nghe cái âm nào, cũng đâu có cái bụng là giảm đâu, đó thôi, chúng ta thử xem đúng không?